Hello, anh Hồng với lớp YouTube xin kính chào các bạn. Lâu lắm rồi mà được ăn bún bò Huế của anh có không? Hôm nay nấu nồi bún bò giò heo. Mời mọi người ăn nha. Nấu để ăn chơi vui thôi. Mời mọi người. Lâu thèm ăn bún bò của mình nấu. Hương vị Huế. Mời cả nhà nha. Có xả vô nó mới ra thành bún bò. Hello, hello. Ba mẹ con ăn bát tô. Chuẩn bị lên múc. Một, cả đời có thể cô độc, nhưng nhất định không chấp nhận một tình yêu tạm bợ. Hai, với những người lạnh nhạt với bạn, hãy thu lại lòng nhiệt tình và sự cho đi. Ba, với những người bạc tình thì nên lấy lại tấm chân tình đã trao cho họ. 4. Không nên vì một người không quan tâm đến bạn mà phải miễn cưỡng bản thân mình. 5. Không nên vì một người không trân trọng mình mà làm tổn thương chính mình. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Là một người bỏ đâu ăn đi mày bé, mau mau cho ngồi, ơi còn nóng.